Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Tung Tăng Khắp Miền. Thưa các bạn, lúc này thì tôi đang ở đèo Ngang. Đây là cái con đèo ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tương truyền rằng xưa kia công chúa Liễu Hạnh đã giáng trần và mở một quán bán nước ở chân đèo Ngang. Sau đó thì người dân người ta lập một ngôi đền để thờ bà. Nghe nói cái ngôi đền này rất linh thiêng, thuộc địa phận của tỉnh Quảng Bình. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tham quan và tìm hiểu về cái sự tích của ngôi đền này. Trước mặt chúng ta đây là cửa phía nam của hầm đường bộ đèo Ngang xuyên qua dãy Hoành Sơn. Đấy, cái dãy núi Hoành Sơn đây. Cái đường quốc lộ 1A cũ thì nó đi phía trên nóc hầm đây này. Chéo lên đây một chút là cái di tích lịch sử Hoành Sơn Quan, chỗ mấy cái cột điện cao. Khu vực này hiện nay nó thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và cái con đường bê tông này thì là dẫn vào đền công chúa Liễu Hạnh đây. Bên phải đây là một cái bãi giữ xe rất rộng. Khách đến đây tham quan thì là sẽ gửi xe ở đây. Chỗ này nó có một cái cây rất to mà quả nó chín vàng này, không biết là quả gì đây. Cái cây mà quả nó chín vàng này là quả gì đây anh? Mà nó cũng có quả à? À, nhìn lạ nhỉ. Ngôi đền thì nằm sát chân dãy núi Hoành Sơn. Ngay lối lên đền mẫu Liễu Hạnh thì ở đây có một cái nhà. Và cái nhà này người ta dùng để làm cái nơi cho khách hành hương. Trước khi lên làm lễ thì người ta nghỉ ngơi ở đây. Có thể là khách người ta đến vào những cái buổi đêm hôm đấy. Cái lối lên đây hai bên rất nhiều cây xanh. Về sự tích của mẫu Liễu Hạnh thì bà là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và trong một lần làm rơi cái chén ngọc thì bị đẩy xuống trần gian. Lần thứ nhất đẩy xuống trần gian là vào giữa thế kỷ 15. Lúc đó thì bà đầu thai vào gia đình nhà họ Phạm. Và bà đã ở đó 40 năm trước khi là quay về trời. Cái nơi mà bà đầu thai lần đầu tiên đó thì nó là Ý Yên, Nam Định ngày nay. Sau cái lần đầu tiên xuống trần đã giúp dân là trồng dâu nuôi tầm hay là đắp đê, rồi là xây cầu, rồi tu sửa chùa, thì đến lần thứ hai bà lại giáng trần. Và lần này thì cũng không cách xa cái quê hương cũ bao nhiêu, chỉ mấy cây số thôi. Lần thứ hai bà đầu thai vào gia đình nhà họ Lê. Và ở đó đến năm 21 tuổi thì là bà lại về trời. Tiếp đó thì vì cái lòng tưởng nhớ đến trần gian, bà lại xin Ngọc Hoàng Thượng Đế đầu thai xuống lần thứ ba. Cái lối mà tôi đang đi đây chính là cái lối đi cổ mà ngày xưa dẫn lên cái đền cũ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đền cũ trước. Ngay bên trái chỗ này có một cái tấm bia. Tôi đọc được cái chữ dưới là chữ Mã, còn chữ trên thì là nó mờ không đọc được. Có lẽ là cái nơi này người ta ghi cái chỗ để hóa vàng mã hay sao? Bởi vì thấy ở đây người ta đốt vàng mã khá nhiều cái khu vực này. Nét rêu phong cổ kính. Quang cảnh hôm nay thì cũng khá là tĩnh lặng. Đã bắt đầu đến cái cổng để vào cái ngôi đền cũ. Cái đền cũ này là người ta xây dựng từ thế kỷ 16 đấy, thời Hậu Lê. Đi qua cái cổng vào thì tiếp đến là một cái bức bình phong.
Bên trái bên phải đây là một cặp voi. Đi qua cái khoảng sân có bức bình phong thì bắt đầu tới cái cửa tam quan. Hai bên ngoài cùng đây là một cặp ngựa trắng. Ở giữa đây là hai vị hộ pháp. Cổng tam quan thì xây cũng không lớn lắm. Tôi ước lượng nó chỉ khoảng tầm 3 mét, hơn 3 mét một chút thôi. Và cái lối vào thì cũng khá thấp, đủ cho một người lớn đi qua. Ở đây các cái hàng chữ nho, chữ nôm người ta khảm bằng gốm sứ. Nó rất là bền đấy. Đứng ở đây thì thẳng cái trục này là cái đền mới. Chúng ta tham quan xong cái đền cũ sẽ sang cái khu vực đền mới. Bắt đầu đến cái khoảng sân có một cái bát hương bằng đá khá to. Sân ở đây là người ta lát bằng đá. Còn cái nguyên bản ngày xưa đây này, người ta làm cái đền này là bằng gạch nung 500 năm rồi. Các cái cánh cửa gỗ sơn son thép vàng. Có lẽ nhìn cái ngôi đền này thì chúng ta thấy nó khác với cái kiểu kiến trúc hiện nay. Bởi vì cái đền này là không có mái kiểu dạng cong đâu, mái thẳng. Ở chính giữa trên cái nóc kia thì hai bên là hai con phượng. Nó khác với lại các cái ngôi chùa chúng ta thường thấy là có hai con rồng. Có lẽ là đền này thờ mẫu Liễu Hạnh nên là người ta đắp nổi hai con phượng như vậy. Hai cái trụ kia cũng là hai con lân. Cái khu vực đền nhỏ là nó có hai cái, một là cái đền tiền, hai là cái đền hậu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái đền hậu. Đấy, ở trong đây có một chị đang làm lễ. Cái cửa bên hông này vào nó khá nhỏ. Các bạn có thấy cái tấm ở trên kia bằng gỗ, người ta ghi bốn chữ nho, màu nó ám đen xì rồi, do bị thắp hương đấy. Đây là ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Các bạn nhìn những cái tượng thờ này, các bạn có biết người ta thờ ai không? Ở giữa chính là mẫu Liễu Hạnh đấy, gọi là mẫu đệ nhất. Bên tay trái mà người mặc áo xanh kia gọi là mẫu đệ nhị, hay còn gọi là mẫu thượng ngàn. Còn bên tay phải này là mẫu đệ tam, hay còn gọi là mẫu thoải. Ba vị này là cái thờ mẫu tối cao ở trong cái tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam đấy. Cái ngôi đền hậu này thì cũng nhỏ thôi, diện tích mỗi chiều dao động khoảng 4 đến 5 mét. Hai cái ông rắn hai bên này người ta gọi là thanh xà, bạch xà. Đấy, còn cái đèn bên đây. Gọi là đèn tiền. Ở đây thì có một cái ban thờ, và đầu tiên chúng ta thấy là thờ Phật Bà Quan Âm. Còn phía sau là ba bức tượng nữa. Cái đằng sau này chính là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy các bạn ạ.
Hai bên là Nam Tào Bắc Đẩu. Bốn cái chữ nho này thì không biết có bạn nào dịch được không? Hãy để lại comment cho khán giả cùng biết nhé. Kết cấu của ngôi nhà thì bằng khung vì kèo gỗ. Rất chắc chắn. Xong đây thì chúng ta sẽ sang khu đền thờ mới. Và chúng ta tiếp tục tham quan ở bên đó. Về kiểu kiến trúc thờ phụng thì cũng giống như đền cũ thôi. Nhưng mà khu đền mới này thì hiện tại người ta quy hoạch nó rộng rãi và khang trang hơn. Chào chị nhá. Ok. Đấy, ở đây thấy có một cái cây sung cổ thụ rất nhiều trái này. Bây giờ mình sẽ đến cái khu vực cổng chính đã. Lại nói về cái truyền thuyết mà bà chúa Liễu Hạnh đã về đèo ngang này mở một cái quán nước để bán cho khách bộ hành. Thì đó là vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Lúc đó thì bà mở một cái quán nước là ở phía bắc của đèo ngang. Nghĩa là đi qua cái đèo này phía bên tỉnh Hà Tĩnh ấy, sát chân đèo luôn. Cái quán nước bên đó thì hiện nay người ta cũng làm một cái đền thờ, nhưng mà cái quy mô thì nó không lớn bằng cái đền thờ ở phía nam bên Quảng Bình này đâu. Khi mà bà hiện thân là một cô gái có sắc đẹp sắc nước hương trời và bán nước ở đó thì có một hoàng tử của vua Lê là nghe tin thì đã tìm vào và có buông lời chọc ghẹo. Sau đó thì bị bà chúa Liễu Hạnh là làm cho mất trí. Tiếp đến thì vua cha của hoàng tử là thỉnh cầu 8 vị kim cương. Bà chúa Liễu Hạnh thì cũng không chống được các cái vị kim cương này và bị bắt về kinh đô Thăng Long. Nhưng mà khi nghe bà chúa Liễu Hạnh trần tình thì nhà vua đã tha cho bà. Đấy là cái lịch sử về cái quán nước mà bà chúa Liễu Hạnh bán ở đèo ngang. Ngày xưa nó là như vậy. Đây là quang cảnh trước đền thờ mẫu Liễu Hạnh. Xưa kia thì cái con đường từ Bắc vào Nam là chỗ này đây, đi bằng các cái bậc đá. Cửa ngõ từ đằng ngoài vào đằng trong. Trên đó xưa kia nó có một cái miếu thờ nhỏ thờ bà chúa Bản Đền. Hiện nay thì người ta đã thỉnh bà chúa Bản Đền xuống để thờ trong cái ngôi đền mới này. Một bức bình phong. Rồi tiếp đến là cái tam quan. Về hình dáng xây dựng của cái ngôi đền mới cũng tương tự như cái đền cũ thôi. Có chăng nó chỉ to hơn và nó khác một chút là các cái góc mái người ta làm nó chéo đi một tí. Còn kiểu ngói rồi là bên trên cũng là cái hình tượng như vậy. Cái phần đền tiền này thì bên trên đó là hai con rồng đang trầu nhật chứ không phải là đôi phượng như cái đền cũ. Trước cái đền tiền có một cái chi tiết này. Đây là rồng và phượng. Chi tiết rồng bay phượng múa. Mình đi vào trong đền. Trong cái đền tiền thì hiện nay có 3 ban thờ. Ở chính giữa đây là ban thờ Ngọc Hoàng. Hàng tượng phía sau cùng kia ở giữa cao nhất đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hai bên là Nam Tào Bắc Đẩu. Rồi là cái hàng tượng giữa thì là các cái vị quan. Mình sẽ tiến đến gần một chút. Cái hàng tượng đầu tiên đây ở giữa này chính là ông Hoàng Mười. Bên tay phải này là ông Hoàng Bảy mặc áo xanh. Bên tay trái này là ông Hoàng Bơ. Đây là ban Trần Triều thờ Đức Thánh Trần.
chi tiết thanh mai trúc mã. Bên đây là ban thờ Sơn Trang, gọi là bà chúa Sơn Trang. Các bạn tìm hiểu thì có thể biết đi với bà chúa Sơn Trang thì có 12 cô Sơn Trang đây. Bên đây 6 người, bên kia 6 nữa là 12. Kiến trúc của ngôi đền thì vẫn là khung vì kèo bằng gỗ và lợp ngói. Bây giờ mình sẽ sang cái đền hậu. Cái khu vực bên này người ta gọi là ban thờ Thánh Cô, thường là 12 Thánh Cô. Đối diện bên kia thì là 12 Thánh Cậu phía bên này. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu vào đền hậu. Ở giữa này là cung Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đây là cái nơi thờ tự bà chúa Liễu Hạnh mang tên của cái đền này. Cái hệ thống thờ tự đứng đầu trong cái tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt. Như vậy là chúng ta đã vừa tham quan và tìm hiểu về di tích đền thờ Công chúa Liễu Hạnh dưới chân đèo Ngang thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là một trong tứ bất tử và đồng thời bà cũng là người đứng đầu trong cái hệ thống thờ mẫu thuộc tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam. Bây giờ thì tôi cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.